Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi Đánh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 ở các địa phương có chiều hướng gia tăng trở lại. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ kéo dài, tỉnh Hưng Yên đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến của COVID-19. Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã vượt 1.000 ca. Trong bối cảnh người dân chuẩn bị nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu đi lại gặp gỡ giao lưu tăng cao, thời tiết nóng ẩm thất thường tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 cho cộng đồng. Các bác sĩ khuyến cáo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư đông và di biến động dân cư lớn. Các địa phương quản lý tốt các ca mắc trong cộng đồng, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch để giảm áp lực cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, người có bệnh nền khi mắc COVID-19. Tọa lạc trên địa bàn xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, đền Quốc Mẫu Âu Cơ hiện còn lưu giữ nhiều nghi thức lễ hội độc đáo, trong đó có nghi thức rước nước sông Hồng về dâng cúng Quốc Mẫu trong lễ hội truyền thống của đền dịp mùng 10 tháng 3. Lễ hội đền diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, trong đó nghi thức rước nước sông Hồng về dâng cúng Mẫu diễn ra ngay sau ngày khai hội. Lễ rước nước sông Hồng đền Quốc Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang trọng với sự tham gia của hàng trăm người dân và du khách thập phương, thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân tưởng nhớ công đức mẹ Âu Cơ và các bậc tiền bối, cũng là gửi gắm ước nguyện một năm mưa thuận gió hòa, bách gia an khang, trăm họ hạnh phúc. Với mong muốn đa dạng các con vật nuôi, nâng cao thu nhập và tìm hướng đi mới trong chăn nuôi, Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã triển khai mô hình liên kết chăn nuôi hươu lấy nhung và sản xuất các sản phẩm từ nhung. Chi hội đã nuôi thử nghiệm 10 con hươu với chi phí 350 triệu đồng. Nguồn thức ăn cho hươu tận dụng các loại cỏ, lá cây và bổ sung thêm tinh bột trong khẩu phần ăn cho hươu như cám gạo, cám ngô. Thời gian sinh trưởng và cho nhung bắt đầu từ khoảng 2 năm tuổi. Thời điểm hươu trưởng thành từ 5 đến 7 tuổi sẽ cho nhung to và chất lượng. Trung bình khoảng 8 tháng hươu cho nhung một lần, đạt từ 5 đến 8 lạng nhung một con trưởng thành. Sản phẩm nhung hươu là nguồn dược liệu quý được người dùng ưa chuộng, dễ bán trên thị trường. Giá cả ổn định từ 15 đến 18 triệu đồng một kg. Trong khi ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm và san lấp ao làng, biến ao trở nên nhỏ hẹp, thậm chí gây ô nhiễm môi trường, thì ở thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã vận động thành công nhân dân trao trả lại diện tích cơi nới, tạo nên hệ thống ao làng sạch đẹp, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Trong đó phải nhắc đến bà Phạm Thị Tuy đã trả lại mặt bằng với hàng trăm mét vuông ao làng, thậm chí còn hiến thêm đất thổ cư để địa phương triển khai dự án kè ao. Chị Nguyễn Thị Thi tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm với 100 mét vuông. Ao bà cả bị 13 hộ sinh sống xung quanh lấn chiếm. Sau khi xã có chủ trương kè lại ao, chính quyền cơ sở thôn đã lên kế hoạch tổ chức họp dân kiên trì đến từng nhà gia đình vận động tuyên truyền. Nhờ đó cả 13 hộ đồng loạt tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng ao. Chiều 27 tháng 4, trên địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã xảy ra một vụ đuối nước làm chết một người. Cụ thể, em Nguyễn Tý Hoàng, sinh năm 2012, học sinh lớp 5, trường tiểu học Giai Phạm cùng một số bạn ra ao của thôn để bơi. Đến 17 giờ chiều, người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em không qua khỏi. Theo lãnh đạo địa phương, hệ thống ao trên vừa được cải tạo, chính quyền địa phương đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đề nghị các bậc phụ huynh quản lý và giám sát con em mình khi các cháu đi bơi. Chuyển sang các tin tức khác. Tối hôm nay, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng và chương trình ánh sáng nghệ thuật trên mặt nước sông Sạt. Theo đó, phố đi bộ sẽ sử dụng toàn bộ quảng trường Thống Nhất, 1/2 đường Bạch Đằng và 1/2 đường Bùi Thị Xuân phía giáp sông Bạch Đằng, đường Trương Dương và cầu Hồng Quang. Tuyến phố đi bộ chia thành 4 phân khu: Long, Lân, Quỳ, Phụng, biểu tượng các phân khu gắn với các danh nhân kiệt xuất của vùng đất xứ Đông. Trình chiếu ánh sáng nghệ thuật lấy cảm hứng từ hoa sen và bộ tứ linh Long, Lân, Quỳ, Phụng. Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật vô cùng bắt mắt, hấp dẫn, thỏa mãn sự mong đợi của người dân. Chương trình này là điểm nhấn nổi bật, hứa hẹn thu hút du khách, người dân tới tham quan trải nghiệm tại phố đi bộ chợ đêm. Tọa lạc trên đỉnh núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tượng Phật Di Lặc là một công trình tôn giáo nổi bật của địa phương. Tượng có chiều cao lên đến 33,6 m, được công nhận là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á. Tượng Phật Di Lặc
được điêu khắc tinh xảo và rõ nét từ chi tiết nhỏ nhất trên mặt tượng đến hình dáng toàn thân. Để xây dựng tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, khoảng 60 nhân công đã làm việc liên tục trong gần 2 năm. Công trình này đã được xác lập kỷ lục tượng Phật ngồi lớn nhất Việt Nam vào năm 2006 và được Trung tâm Sách Kỷ lục công nhận là một trong 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam vào năm 2008. Câu chuyện 300 cuốn phim lưu trữ bị hỏng ở hãng phim truyện Việt Nam không chỉ là nỗi xót xa cho những người trong ngành mà còn để lại sự tiếc nuối cho những người yêu điện ảnh, yêu di sản và mong muốn gìn giữ những dấu tích của lịch sử. Các nghệ sĩ, nhà làm phim đang cùng nhau tìm cách để cứu vãn những gì còn cứu được. 300 bộ phim được lưu giữ không chỉ là những tác phẩm cụ thể có giá trị nghệ thuật, giá trị sử dụng mà còn là những thước phim song hành cùng nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc. Trong số những cuốn phim này, nhiều bộ phim từng giành các giải thưởng cao tại các liên hoan phim quốc tế. Hiện tại các nghệ sĩ, nhà làm phim của hãng đã cùng nhau mời chuyên gia của Viện Phim Việt Nam sang đánh giá mức độ hư hại của 300 bộ phim lưu trữ trong kho, từ đó đưa ra các phương án phục hồi thích hợp. Hàng chục chiếc xe hạng nặng thay nhau vận chuyển đất đi tiêu thụ suốt ngày đêm. Hàng triệu mét khối đất đang bị khai thác trái phép, gây thất thoát nguồn tài nguyên lớn. Đó là thực trạng đang diễn ra tại tiểu khu 12C, xã Mỹ Lộc, huyện Cát Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được cho là thủ phủ khai thác đất trái phép. Sở dĩ gọi là thủ phủ đất lậu bởi việc khai thác trái phép đất ở đây đã diễn ra suốt những năm gần đây, nhưng các cơ quan chức năng Hà Tĩnh vẫn chưa xử lý triệt để. Những quả đồi cao lớn này đã biến thành những hồ cá, khu sinh thái trái phép. Hàng triệu mét khối đất đang có nguy cơ bị đánh cắp, gây thất thoát nguồn tài nguyên lớn của quốc gia. Mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu chủ rừng buộc thực hiện các giải pháp cải tạo phục hồi môi trường, khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn. Tuy nhiên, bất chấp pháp luật, các đối tượng vẫn táo tợn tiếp tục khai thác trái phép tài nguyên đất. Giới chức Kenya cho biết, thêm một nhà truyền giáo nữa ở nước này đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại hàng loạt tín đồ. Theo đó, giới chức đã bắt giữ Ezekiel Odero, một mục sư rất có tiếng tăm tại Kenya, với cáo buộc giết người hàng loạt. Khu vực nhà thờ của mục sư nói trên nằm cách 66 km so với khu rừng Sakahola, nơi một mục sư khác là Mackenzie bị cáo buộc yêu cầu tín đồ trong giáo phái của mình tuyệt thực đến chết trước ngày tận thế vào hôm 15 tháng 4. Một số thông tin cho biết số người tử vong trong giáo phái nhịn ăn gây chấn động thế giới đã lên tới con số 103 người. Các chuyên gia khí tượng cho biết châu Á đang trải qua tháng 4 nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ khắc nghiệt khiến trường học phải đóng cửa và lượng tiêu thụ năng lượng tăng vọt. Theo đó, nhiệt độ kỷ lục trong tháng 4 đã được ghi nhận tại các trạm giám sát trên khắp Thái Lan, Myanmar, Lào cũng như Trung Quốc và khu vực Nam Á. Hôm 25 tháng 4, 4 trạm thời tiết tại Myanmar đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục của tháng 4 là 43 độ C. Tại Thái Lan vào cuối tuần trước, chính quyền khuyến cáo người dân Bangkok và các khu vực khác của nước này nên ở nhà để tránh bị ngã bệnh. Nhiệt độ ở thủ đô lên tới 42 độ C hôm 22 tháng 4 và chỉ số nhiệt, nghĩa là nhiệt độ cảm nhận thực tế khi kết hợp với độ ẩm, lên tới 54 độ C. Trên toàn cầu, năm 2022 được xếp vào diện một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận và được khoa học hiện đại ghi nhận là năm nóng nhất trong 8 năm qua. Sự quay trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay được cho là sẽ khiến nhiệt độ tăng cao hơn nữa. Một học sinh 16 tuổi tại Mỹ đã trúng tuyển hơn 170 trường đại học và được đề nghị tổng cộng 9 triệu đô la Mỹ học bổng. Lãnh đạo nhà trường, nơi học sinh này đang theo học, thậm chí đã liên hệ với tổ chức kỷ lục thế giới Guinness để ghi nhận kỷ lục này. Nam sinh Dennis Malik Barnett hiện đang theo học trường trung học phổ thông quốc tế New Orleans, bang Louisiana và đạt điểm trung bình tích lũy rất cao. Cậu cũng được nhà trường cho phép tốt nghiệp sớm 2 năm. Barnett cho biết em đã nộp đơn vào các trường đại học từ tháng 8 năm 2022 và cảm thấy tự hào khi xem số lượng hồ sơ được chấp nhận và số học bổng sẽ được cấp. Lãnh đạo trường trung học phổ thông quốc tế New Orleans cho biết thành tích của Barnett lập kỷ lục thế giới mới và họ đã liên hệ với sách kỷ lục thế giới Guinness. Hiện Barnett vẫn chưa quyết định sẽ theo học trường nào vào mùa thu này. Cuối chương trình, mời quý vị khán giả cùng đến với thành phố Tonami, thuộc tỉnh Toyama ở miền Trung Nhật Bản, nơi đang diễn ra hội chợ hoa tulip thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Đây là lần thứ 72 sự kiện được tổ chức với chủ đề Bản giao hưởng sắc màu của hoa tulip. Hội chợ diễn ra tại công viên hoa tulip Tonami thuộc thành phố cùng tên. Tại đây có khoảng 3 triệu bông hoa tulip thuộc 300 giống khác nhau đang khoe sắc rực rỡ. Bên cạnh đó là những tiểu cảnh được sắp xếp khéo léo cũng bằng hoa tulip. Ngoài ngắm hoa, khách tham quan cũng có thể tham gia chương trình tương tác, sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật với hoa tulip nhờ nhân viên phục vụ thiết kế bó hoa tulip để làm quà tặng.
Hội chợ hoa tulip Tonami là một sự kiện truyền thống hàng năm tại tỉnh Toyama. Theo ban tổ chức, thời tiết năm nay khá ấm áp nên hoa tulip nở sớm hơn một tuần so với thường lệ. Hội chợ kéo dài đến tháng 5 và được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt du khách tới tham quan. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.